Đây là bài tập đọc thứ 3. Hãy đọc to từ số 1. Let. Từ số 2. Let. Từ số 3. light. Số 4. Ten men. Từ số 5 có một âm mới, hãy nghe và nhắc lại. Teen Teen Hai con chữ Y đi liền nhau thường được phát âm như Y. Bây giờ bạn hãy đọc từ số 6. Week Hãy thử đọc số 7. Hai từ này vần với nhau. See me. see me Trong những từ có hai con chữ kết thúc bằng con chữ i, một con chữ i được phát âm như có hai con chữ i đi liền nhau. Hãy đọc số 8. We need. Từ số 9 cũng có nguyên âm này nhưng được viết theo cách khác. Hãy thử tự đọc từ này. Eat. Eat Từ số 10 East Đây là một từ khác, cũng có âm mới này ở cuối từ. Hãy thử đọc số 11. Đây là một số từ khác mà bạn học trong loạt bài này. Sixty Bạn đã thấy con chữ why đứng cuối trong những từ một âm tiết như my. Lưu ý rằng, ở cuối một từ dài hơn, âm này thường được đọc như e. Hãy đọc lại từ số 11. 60 Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 12. 50 Số 13 He is He is. Hãy xem từ số 14. Từ này có dấu lược, chỉ ra một dạng rút gọn. Bạn phát âm từ đứng trước dấu lược cũng như khi nó đứng riêng một mình. Hãy thử đọc số 14. He's. He's. Hãy đọc số 15. He's 15. số 16 he'd số 17 he'd like wine hãy thử đọc từ số 18 con chữ s trong từ này cũng có âm Z. please số 19 We'd like tea, please. We'd like tea, please. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 20. Câu này có cả hai âm được biểu thị bằng con chữ I. Hi, miss. Bài tập đọc thứ ba đến đây là hết.